các hoạt động của Trung Quốc cải tạo đất chung quanh các bãi cạn trong Biển Đông đang phương hại tới tự do và ổn định, và có nguy cơ kích động căng thẳng, thậm chí có khả năng dẫn tới xung đột, theo lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tại một cuộc họp báo ở Jakarta hôm 20 tháng 5. Ông Blinken được hãng thông tấn Reuters dẫn lời nói tại cuộc họp báo rằng trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách xây dựng những lâu đài bằng cát thành những vùng lãnh thổ có chủ quyền và vạch lại các ranh giới của nước này trên biển, thì các động thái đó đang làm xói mòn sự tin tưởng trong khu vực, tác động đến niềm tin của giới đầu tư. Vẫn theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, cách ứng xử của Trung Quốc có nguy cơ tạo ra một tiền lệ là các nước lớn được tự do lấn át các nước nhỏ hơn, kích động căng thẳng, tạo bất ổn, thậm chí dẫn tới xung đột. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối đầu nhau về cuộc tranh chấp Biển Đông hôm thứ Bảy vừa rồi, khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry yêu cầu Bắc Kinh hành động để giảm thiểu căng thẳng trong lúc ông đang đi thăm Trung Quốc. Đáp lời Ngoại trưởng Kerry, Trung Quốc tuyên bố ý chí của họ để bảo vệ các lợi ích của mình là vững như bàn thạch. Tại cuộc họp báo ở Jakarta, Thứ trưởng Blinken nói các nước cần phải quản lý các đòi hỏi chủ quyền chồng chéo theo đường lối ngoại giao. Ông nói Hoa Kỳ vẫn giữ lập trường là không ngả về phe nào, nhưng cực lực chống đối các hành động có mục đích khẳng định chủ quyền bằng vũ lực hay bằng cách dọa nạt các nước khác. Ông Blinken nói Mỹ sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các nước tranh giành chủ quyền Biển Đông nên giải quyết những bất đồng theo những cung cách hành xử thông thường được quốc tế công nhận. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy là Trung Quốc đang đạt được những bước tiến nhanh chóng cho công trình lắp đất xây đảo tại quần đảo Trường Sa, với dự án xây một phi đạo có thể được máy bay quân sự sử dụng, và có dấu hiệu cho thấy là một phi đạo thứ nhì cũng được xúc tiến. Tờ The Wall Street Journal trích lời người chỉ huy cao cấp thứ nhì của Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Michael Howard, kêu gọi Trung Quốc giải thích các hoạt động lắp đất xây đảo trong Biển Đông. Bà Howard nói, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á nếu các nước này chọn giải pháp đoàn kết lại với nhau chống lại Bắc Kinh. Đô đốc Howard nói, đã tới lúc Trung Quốc nên thảo luận về ý nghĩa của các hoạt động cải tạo đất của họ. Từ quan điểm của riêng tôi, không ai có thể nói họ làm như vậy để xây một khu nghỉ mát trên đó. Thế cho nên, ai đó cần phải giải thích vì sao họ thực hiện các hoạt động đó. The Wall Street Journal tường thuật rằng, Đô đốc Howard đã đưa ra lời phát biểu đó trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba. Tờ báo bình luận rằng, phát biểu này đã góp phần tăng sức ép, đòi Trung Quốc phải đáp ứng những chỉ trích đối với các công trình xây đảo nhân tạo của họ trong các vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ đang cân nhắc việc điều máy bay hoặc tàu chiến tới gần các đảo tân tạo, một động thái có phần chắc sẽ làm leo thang tình hình và là tình huống mà Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận gì về phát biểu của Đô đốc Howard. Trong khi đó, theo một bản tin của Press TV, một tàu hải quân Mỹ đã đối đầu với tàu chiến Trung Quốc trong Biển Đông sau khi ngũ giác đài loan báo quyết định giám sát vùng biển này. Đô đốc Michael Howard hôm 19 tháng 5 cho biết trong cuộc đối đầu này, hai bên đã áp dụng những quy tắc đã thỏa thuận trước đó để xử lý các vụ giáp mặt không định trước trên biển. Đô đốc Michael Howard nói, tàu hải quân USS Fort Worth của Mỹ gặp tàu hải quân của Trung Quốc ở gần quần đảo Trường Sa và cả hai bên đều tôn trọng các quy tắc có sẵn với một thái độ chuyên nghiệp. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đề xuất một số giải pháp, trong đó có việc điều máy bay trinh sát Mỹ bay trên không phận Biển Đông và điều động tàu chiến tới phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Trường Sa.